nằm mơ thấy đái ra máu là điểm gì? Giải mã giấc mơ thấy đi tiểu ra máu mình đang chảy máu hay mất máu mang nhiều ý nghĩa tốt xấu khác nhau. Ý nghĩa giấc mơ này muốn nói cho bạn biết bạn đang bị cạn kiệt về sức khỏe hay thậm chí là cả tinh thần. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này chính là do sự đối đầu gay gắt giữa bạn bè với bạn. Nằm mơ thấy người khác đi tiểu ra máu trước mặt bạn, đặc biệt chú ý đến với những người phụ nữ mang thai. Vì đây là dấu hiệu của đứa bé muốn nhắc nhở mẹ hãy chú ý đến sức khỏe và chăm lo tốt cho đứa con trong bụng của bạn. Giải mã giấc mơ thấy đi tiểu ra máu theo các chuyên gia giải mã giấc mơ khi bạn chiêm bao khi bạn nằm mộng thấy mình đi đái ra máu điều này cho biết bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và bạn cần đi kiểm tra nhanh chóng. Có thể do chế độ ăn uống của bạn không hợp lý dẫn đến căn bệnh này hoặc một yếu tố bên ngoài đã tác động đến bạn. Chính vì thế hãy đi kiểm tra và tìm ra nguyên nhân để giải quyết nhé. Ở khía cạnh chiêm bao bạn thấy người khác nằm mơ thấy đi vệ sinh ra máu điều này cho biết thời gian tới sẽ có người cần nhờ đến sự giúp đỡ của bạn, vì thế khi có người ngỏ ý bạn hãy cố gắng giúp họ trong khả năng của mình nhé. Mộng thấy đi đái ra máu theo các chuyên gia giải mộng giấc mơ chiêm bao khi bạn nằm mộng thấy mình đi đái ra máu điều này cho biết bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và bạn cần đi kiểm tra nhanh chóng. Có thể do chế độ ăn uống của bạn không hợp lý dẫn đến căn bệnh này hoặc một yếu tố bên ngoài đã tác động đến bạn. Chính vì thế hãy đi kiểm tra và tìm ra nguyên nhân để giải quyết nhé. Nếu bạn mơ thấy người khác đái ra máu điều này cho biết thời gian tới sẽ có người cần nhờ đến sự giúp đỡ của bạn, vì thế khi có người ngỏ ý bạn hãy cố gắng giúp họ trong khả năng của mình nhé. Ngủ mơ thấy đi đái ở nhà vệ sinh ra máu nếu bạn mơ thấy mình đang đi đái trong nhà vệ sinh ra máu điều này cho biết bạn là con người sống có nguyên tắc riêng của mình, chính điều này làm cho bạn luôn thành công trong công việc. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm bạn lại quá khô cứng dẫn đến mối quan hệ ngày càng tẻ nhạt, buồn chán. Nếu bạn mơ thấy người khác đi đái trong nhà vệ sinh ra máu điều này cho biết bạn đang thầm có tình cảm với người bạn nào đó nhưng chưa dám bày tỏ quan điểm. Trong chuyện tình cảm bạn khá rụt rè vì thế đôi khi đánh mất đi nhiều cơ hội. Mơ thấy người yêu đi đái, giấc mơ này cho biết mối quan hệ của hai bạn đang có nguy cơ tan vỡ bởi kẻ thứ ba xen vào. Mơ thấy đồng nghiệp đi đái ra máu giấc mơ này nhắc nhở bạn không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác. Mơ thấy hàng xóm đi đái ra máu giấc mơ này cho biết gia đình bạn thời gian tới sẽ bị kẻ tiểu nhân phá hoại, dòm ngó gia sản. Mơ thấy người lạ đi đái ra máu giấc mơ này cho biết bạn đang bất an về một vấn đề nào đó nhưng chưa thể giải quyết. Mơ thấy đồng nghiệp đi đái ra máu 32. Chiêm bao thấy vợ, chồng đi vệ sinh, 73. Đi đái trong nhà bếp, 22, 88. Mơ thấy mẹ đi đái ra máu 03. Mơ thấy bố đi đái ra máu 90. Nằm mơ thấy đi tiểu trước vực sâu, 12, 28. Mơ thấy đi đái nhưng không đái được, 46. Mơ thấy đi tiểu xong thì chết, 34, 45.